Phán Người Lớn Hoàng Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em rất vui mừng được gửi tới mọi người một siêu phẩm của công ty em vừa mới cho ra mắt xong. Anh em vừa mới hoàn thiện xong. Đây là tấm cẩm hồng này, hàng một tấm trên một chiếu nhé. Cẩm hồng thì là một loại gỗ dạo gần đây có vẻ như là mưa làm gió trên thị trường phản ngựa rất là nhiều. Cũng đúng thôi, bởi vì cái vẻ đẹp của nó là không thể phản cãi rồi. Các bác nhìn này, vân veo thì hết ý luôn nhé. Nhìn rất ưng mắt. Em cũng xin giới thiệu một chút về kích thước của tấm cẩm hồng này như sau ạ. Tấm cẩm hồng này có chiều dài là 3m88, rộng ở hai đầu đều là 1m80 nhé, và dày 20cm. Đây này, đây là một tấm hàng cật nhé. Bác để ý này. Đấy. Vân này, vân chun này, đặc trưng của cẩm hồng nhé. Rất là riêng biệt, nhìn phát là mọi người biết ngay đây là tấm cẩm hồng hay là những cái loại gỗ khác, bởi vì nó có cái vân sọc dưa ấy, rất là riêng biệt, trông giống như quả dưa hấu ấy, nếu mà nhìn cũng giống như một chú ngựa vàng luôn. Đại khái là những cái vân của nó đan xen nhau rất là hợp lý, nhìn biết là gỗ gì luôn. Mùa hè rồi, cả gia đình nằm trên đây xem tivi là rất là hợp lý luôn. Gia đình có 4-5 người ngồi xem tivi thì tuyệt vời ông mặt trời. Nếu mà mọi người thích tấm này ấy, thì hãy nhanh tay inbox đến số điện thoại của công ty em 0931392777 hoặc 0977999000 để được đưa em ấy về để phục vụ mọi người nhé. Hàng rất là đẹp. Chào tất cả mọi người nhé.